Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Đắk Lây luôn chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người dân tộc thiểu số trên địa bàn bằng nhiều hoạt động thiết thực, từ đó góp phần gìn giữ, nâng cao lòng tự hào về bản sắc văn hóa truyền thống của người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên huyện Đắk Lây tổ chức hội thi cồng chiêng múa xoang các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Hội thi quy tụ hơn 300 nghệ nhân đến từ 12 xã thị trấn. Các đội thi đã biểu diễn những tiết mục đánh cồng chiêng múa xoang, hòa tấu với nhạc cụ, dân tộc và hát dân ca đặc sắc, thu hút số lượng lớn du khách và người dân đến xem cổ vũ. Hội thi không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, thi tài mà còn là cơ hội để giới thiệu những nét đẹp của văn hóa truyền thống tới bạn bè du khách. Từ trước đến nay là chưa có tổ chức như thế này, lần này là lần đầu tiên để là huyện mình để mà giữ gìn lại cái truyền thống dân tộc. Đúng là ngày nay là đúng là có ý nghĩa rất lớn đối với là huyện mình nói chung với dân tộc Dẻ mình nói riêng. Tổ chức như thế này tôi thấy rất vui mừng. Từ học tiểu học thì là tụi em đã được tham gia một cái cuộc thi rồi, cho nên là tụi em vẫn duy trì cái sự là đi tham gia cuộc thi đấy. Với lại là cái việc mà tụi em thể hiện những văn hóa thì nó một lần nữa ban tổ chức xin nhắc lại là truyền bá cho tất cả các bạn cùng biết văn hóa tốt đẹp và tụi em cũng đội thi khác. Và qua sự thể hiện đó thì tụi em cũng gìn giữ được văn hóa của mình. Hội thi cồng chiêng, xoang, các dân tộc thiểu số huyện Đắk Lây được tổ chức với 5 phần thi, gồm biểu diễn cồng chiêng, xoang, trình diễn nhạc cụ truyền thống, hát dân ca, tái hiện nghi lễ, lễ hội và chỉnh chiêng. Các nghi lễ, lễ hội truyền thống của người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện như lễ mừng lúa mới, lễ mừng nhà rông mới được các nghệ nhân tái hiện một cách độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hóa, đất và người nơi đây. Thông qua hội thi lần này, huyện Đắk Lây hướng đến mục đích nâng cao lòng tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc, ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống nói chung, di sản văn hóa cồng chiêng, xoang nói riêng, nhất là trong thế hệ trẻ, người dân tộc thiểu số. Thông qua cái hội thi này thì ban tổ chức rất là quan tâm đến cái công tác bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn huyện, truyền tải đến các tầng lớp nhân dân cũng như đặc biệt là cái lớp trẻ để phát huy bảo tồn những cái giá trị hay, những cái nét văn hóa độc đáo của địa phương mình. Qua đó là cũng mong muốn là quảng bá hình ảnh con người của huyện Đắk Lây đến tất cả các nhân dân trên địa bàn huyện và trong và ngoài huyện. Huyện Đắk Lây là nơi sinh sống từ lâu đời của hai dân tộc Dẻ Triêng, Sơ Đăng. Với đời sống văn hóa rất đa dạng, phong phú và đặc sắc, nổi bật là cồng chiêng, xoang và các làn điệu dân ca dân vũ cùng các nhạc cụ độc đáo như tinh ninh, sáo. Hiểu được vai trò giá trị của văn hóa truyền thống trong sự phát triển chung của văn hóa Việt Nam, thời gian qua, huyện Đắk Lây triển khai nhiều hoạt động như tổ chức giao lưu văn hóa, trao tặng 15 bộ cồng chiêng cho 15 làng người dân tộc thiểu số, trị giá 765 triệu đồng, mở các lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng, múa xoang, các xã thị trấn, chỉ đạo các thôn bảo tồn, xây dựng nhà rông theo đúng kiến trúc truyền thống, làm nơi sinh hoạt văn hóa. Nhờ đó góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Thì trong thời gian tới sẽ tập trung thứ nhất là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, thông tin đại chúng về việc bảo giữ, lưu trữ, bảo tồn các cái bản sắc văn hóa trên địa bàn huyện. Cái thứ hai nữa là khắc phục cái phục dựng các cái lễ hội như là lễ hội máng nước, lễ hội mừng lúa mới, lễ hội ăn Tết than, bảo tồn cái việc múa xoang, cồng chiêng. Với những hoạt động thiết thực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn, huyện Đắk Lây đã góp phần khơi dậy niềm tự hào và tạo động lực cho người dân trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch của địa phương. Theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, từ năm học 2022-2023, hai môn ngoại ngữ và tin học là môn học bắt buộc từ lớp 3.
Để đảm bảo công tác giảng dạy hai bộ môn này, huyện Gia Rai chỉ đạo ngành giáo dục sớm chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Để triển khai dạy học hai môn tiếng Anh, tin học bắt buộc ở lớp 3, huyện Gia Rai tập trung tuyển dụng và bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, bảo đảm tổ chức dạy học. Đối với cơ sở vật chất như phòng chức năng, máy tính, máy chiếu, được huyện chú trọng đầu tư, đảm bảo giảng dạy trong năm học 2022-2023. Thường trực huyện ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo giải quyết những khó khăn về biên chế giáo viên còn thiếu cục bộ ở một số bộ môn như môn tiếng Anh và môn tin học. Khó khăn khi số giáo viên chuyển ra khỏi địa bàn, khó khăn về cơ sở vật chất phòng học. Huyện đã quan tâm đầu tư khối phòng học văn hóa, phòng học bộ môn, đầu tư xây dựng bếp ăn để thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh, quan tâm đầu tư kinh phí trang thiết bị dạy học để đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trường tiểu học trung học cơ sở huyện Tất Thành ở xã Gia Tơi có 715 học sinh trên 30 lớp, học tại 4 điểm trường. Để đảm bảo công tác giảng theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, trường chủ động sắp xếp tổ chức các điểm trường lớp học, cấp tiểu học phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Kịp thời tham mưu đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, bảo đảm đáp ứng các điều kiện để tổ chức dạy học môn tiếng Anh và môn tin học theo quy định. Chương trình học môn tiếng Anh lớp 3 thì là ưu tiên là phát triển kỹ năng nghe, hiểu thông qua những tình huống cơ bản hàng ngày của học sinh. Bên cạnh đó cũng là phát triển kỹ năng giao tiếp, những câu nói đơn giản, gần gũi với người học. Để đảm bảo được môn học học sinh có thể tiếp thu được thì chúng tôi áp dụng công nghệ thông tin. Cụ thể là chúng tôi sẽ sử dụng học liệu sách mềm.vn kết hợp với những phương pháp dạy phù hợp, ví dụ như là TBR, dùng những hoạt động để miêu tả cái từ vựng đó, hoặc là kết hợp với trò chơi bài hát năng động để lôi cuốn học sinh vào bài học. Hiện tại cơ sở vật chất công trình trường học thì đang được xây dựng các cái phòng học, phòng bộ môn cũng như là phòng thư viện thì vẫn đang trong quá trình hoàn thiện chưa xong, nên là hiện tại để đáp ứng đầy đủ các cái phòng học cho các lớp học thì nhà trường đã cho sử dụng các cái phòng ở khu hiệu bộ để đảm bảo đầy đủ các cái lớp học cho học sinh. Và ngoài ra để nâng cao cái chất lượng dạy và học và nắm vững các cái phương pháp dạy học thì hiệu trưởng nhà trường đã chỉ đạo trực tiếp cho chuyên môn xây dựng các cái buổi sinh hoạt chuyên đề dự giờ thao giảng theo hướng tích cực, với mục đích là đưa chất lượng của nhà trường nói riêng và ngành giáo dục nói chung đi lên. Hiện tại, trường tiểu học trung học cơ sở Nguyễn Du có 2 giáo viên giảng dạy môn tin học. Ngoài chú trọng tập huấn bồi dưỡng kiến thức mới nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho giáo viên, trường tăng cường khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng đến việc đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với từng môn, từng nhóm lớp. Qua đó, giúp đội ngũ lãnh đạo quản lý giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Để đáp ứng được nhu cầu dạy và học môn tin học lớp 3, nhà trường cũng đã đáp ứng tương đối đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho môn tin học như là máy tính, máy chiếu. Đồng thời giáo viên cũng đã được tập huấn về chương trình sách lớp 3 đầy đủ sẵn sàng cho việc dạy học. Tuy nhiên, đây là học sinh bắt đầu làm quen với môn tin học lớp 3 nên các em còn nhiều bỡ ngỡ. Đa số học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Các em chưa đủ điều kiện trang thiết bị máy tính ở nhà nên việc tiếp xúc máy tính còn nhiều hạn chế. Phát huy kinh nghiệm và những kết quả đạt được của việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ những năm học trước, với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất cùng sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, quản lý giáo viên, học sinh, các nhà trường, ngành giáo dục và đào tạo huyện Gia Rai quyết tâm thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong năm học này.